Cho cô gái trẻ thuê nhà, ông chủ phát điên khi thấy căn hộ thành núi rác bốc mùi hôi thối. Theo đó, một người chủ cho thuê nhà ở Thái Lan đã đăng tải một video lên mạng xã hội. Hình ảnh được ghi lại khi anh bước vào căn hộ cho thuê, thấy toàn bộ không gian này là một bãi rác. Quần áo nhàu nát vương vãi trên sofa, sàn nhà đầy chai lọ rỗng, túi ni lông và rác thải, có cả một mớ cốc chén, bát đũa đã sử dụng, vẫn còn đồ ăn thừa trong đó. Nhiều thứ đã mốc đen, ruồi muỗi bu đầy. Chủ của căn trọ cho biết căn phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, bất lực trước cảnh tượng này, anh đã phải thuê người đến dọn dẹp. Thế nhưng tình trạng ô nhiễm ở đây tồi tệ đến nỗi, người đến dọn nhà cũng phải buồn nôn. Người chủ của căn nhà cho biết cô gái thuê căn phòng này đã không trả tiền đúng hạn suốt 8 tháng. Cô cũng bị rất nhiều hàng xóm khiếu nại, than phiền vì nuôi mèo trong nhà dù điều này không được phép. Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ thì đã khiến nhiều cư dân mạng phải sốc nặng. Họ không thể tưởng tượng được một cô gái trẻ có thể ở bẩn khủng khiếp đến như vậy. Nhiều người ái ngại cho chủ nhà và khuyên rằng anh nên rút kinh nghiệm, bổ sung một điều khoản vào hợp đồng thuê nhà, đó là chủ nhà sẽ đến kiểm tra nhà hàng tháng về vấn đề vệ sinh. Được biết, sau khi dọn dẹp căn hộ, chủ nhà đã không thể liên lạc được với cô gái.